chào tất cả các bạn. Em là Nhà Tin Phúc. Rất vui được gặp các bạn. Có phải là sinh viên biết số không? Điều 1. Thứ nhất là làm bánh trưng. Điều 2. Thứ nhất là nhận lời sự. Điều 3. Là điều thứ 1 sẽ là bố mẹ. Điều 3 chỉ là nhà con. Điều 4 là mình về. Mình về quê mình thăm ông bà. Còn các bạn thì sao? Các bạn nhớ chia sẻ với mình nhé. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.